Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đồ Coi Trường Tiến nha. Đó, thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu tất cả cô chú anh chị một số cái máy câu nha. Số cái máy câu thì cái giá em bán đây là chưa bao gồm phí vận chuyển anh em. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển của đơn máy khoảng 35.000 anh em. Em lấy một đơn, một máy, hai máy, ba máy cũng là một đơn hàng nha. Thì là phí vận chuyển một đơn là 35.000 anh em. Ở anh em nào lấy alo trực tiếp cho em nha, số điện thoại 05 220 220 30 nha. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Rồi em giới thiệu anh em con máy đầu tiên. Con máy này là con máy Sonic 3000 anh em. Nồi nhôm, thân là bằng nhựa, tay quay nhựa luôn anh em. Con này hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Mã số của nó là 751 anh em. 751 nha. Để em ghi lại. 751 anh em. Con này size 3000 nha, Kato 5.2. Sử dụng một bạc đạn hãng SSM anh em. Quay rất là êm, nhẹ anh em à. Nồi nhôm nha. Mô bin sống đây, vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Cước 350m, 420m, 500m anh em. 751 để cho anh em giá là 180.000 nha. 180.000. Ghi đâu vậy này? Ghi đây nha. 180.000, 751 giá 180 nha. Tới 752. 752 này con GS40, size tương đương nó size để em xem. Size tương đương size 3000 anh em. Cước 260m, 340m, 415m. Hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em. Thân nồi ta quay được bằng nhựa. Quay rất là êm anh em à. Chế độ 2 triệu bật này qua nha. Vô lăng đây. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Mô bình sống nha. Con máy mã số 752 anh em. 752 để cho anh em giá con này là 130.000 anh em. 752 giá 130.000 nha. Tới 753. 753 con máy Ares gì đây anh em, 3000 size 3000 nha, cước 370m, 425m, 500m, hàng Trung Quốc xuất Nhật luôn anh em. Nồi nhôm. Thân bằng carbon pha nhựa anh em, ta quay kim loại luôn nha, Gato 4.9. Con này hệ thống ABS luôn anh em. Hệ thống ABS luôn nha. Quay rất là êm. Hãng có hãng Tira anh em. Chế độ 2 triệu anh em bật này qua nha. Dưỡng dây anh em à. Quay rất là êm. Gạt cước đây, ngon lành. Con máy mã số 753 anh em. 753 này để cho anh em giá 230.000 nha. Con này có hệ thống ABS luôn anh em. Giá là quá mềm anh em à. 230.000. Rồi tới 754 anh em. 754 này là một con máy Dula pin anh em. Sai nó ghi là DU1000 anh em. Rato 5.2. Cước số 2 đường 160m anh em. Con này sai tương đương 2000 nha. 2005 gì đây. Thân nồi ta quay đều bằng nhựa hết anh em. Quay rất là êm. Chế độ 2 triệu anh em bật này qua nha. Con này 754 anh em. Vô lăng đây, vô lăng sáng đẹp. Nói chung hơi retan xíu nha. Gạt cước ngon lành. Tổng thể cái máy đây anh em. Ốc thì nó hơi rỉ sát hết anh em. 754 anh em, 754 để cho anh em con này giá 120.000 nha. 754 để cho anh em này giá 120.000. Rồi tới 755. 755 này con máy con này bể nồi anh em ơi. Con này bị bể nồi anh em, bể nồi. Rồi, bỏ con đó nha, tới qua 756 anh em. 756 này con Neira 3000 anh em. Cước số 2 đường 150m, 330m, 410m anh em. Con này cước có vô ít nhưng mà cái nồi, cái tổng thể cái máy tương đương tầm khoảng 3000, 3500 anh em, máy rất là to nha.
Máy này rất là to. Đúng rồi. Hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em, thân nồi ta quay được bằng nhựa hết. Nhựa cao cấp nha anh em. Coi quay rất là êm. Chế độ 2 triệu anh em bật này qua nha. Mô hình sóng này. Vô lăng này, vô lăng nói chung khá là ok anh em. Gạt cước ngon lành. 756 anh em. 756 để cho anh em giá 120 ngàn anh em. 756 để cho anh em giá 120 ngàn nha. Ừ, 756 giá 120 ngàn. Tới 757. Con này con Hyper Spin 20 anh em. Size tương đương 1.000 anh em à. Cứ số 1 vô đường 150m, 1.5 đường 130m, 200m anh em. Hàng Trung Quốc xuất Nhật nhé. Thân nồi ta quay đều bằng nhựa hết. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Quay. Quay rất êm, mô hình sóng đây. Chế độ 2 triệu anh em bật này qua nha. Quay chế độ 1 chiều. Mô hình sóng anh em. Vô lăng đây, vô lăng sáng đẹp nha. Gạt cước ngon lành. Con này mã số của nó là 757 anh em. 757 để cho anh em cũng giá 120 ngàn luôn nha. 757 để cho anh em giá 120 ngàn. Tới 758 anh em. Một con máy Neira 3.000 luôn, size cũng 3.000 3.500 nha. Nồi nó vô ít cước anh em, cước 2 vô đường 150m, 330m, 4 vô đường 110m anh em. Mô hình sóng đây nồi xoay không kêu anh em. Bộ lăng đây sáng đẹp nha, khá ok nha, gạt cước ngon lành. Thân nồi ta quay đều bằng nhựa hết. Quay khá là êm anh em. Chế độ 2 triệu anh em bật này qua nha. Ừ. Rồi, quay chế độ 1 chiều. Tổng thể cái máy khá đẹp anh em. 758 anh em. 758 mới để cho anh em cũng giá con này là bằng giá này giá bao nhiêu ta? 120 anh em, để anh em 120 ngàn. 120 ngàn nha. 758 giá 120k. Tới 759 anh em. Con này một con máy Daiwa Riren 2.500 anh em, size tương đương này là size 3.000, cước 200 m, số 350 m, số 400 m nha, made in Japan anh em. 759 anh em. Nồi nhôm thân carbon tôi quay kim loại, ngoại hình nói chung có chày anh em mà. Vô lăng đây sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Ở đây thì nó hơi ăn nước muối anh em, không ảnh hưởng câu kéo bình thường nha. Đổi tay trái phải quay khá là êm á. Chế độ 2 chiều đây. Quay chế độ 1 chiều nha. Tổng thể cái máy anh em nói chung khá đẹp anh em. Nói chung có chạy nhưng còn khá ok nha. Con máy này mã 759 anh em. Made in Sao Băng nha. 759 này để cho anh em giá con này là 320 thôi. Hơi chạy mấy cái này nha. Chứ con này đẹp giá nó có khoảng 550 600 anh em. 759 giá 320 ngàn thôi. Sang này sai 3.000 nha. Tới 760 là con máy Shimano Abeto 3.000 anh em, sai 3.000 nha. Cước 2 đường 220m, số 3 đường 150m anh em. Số 4 đường 100m. Thân nồi tay quay đều bằng thân nồi bằng carbon, tay quay bằng kim loại anh em. Và tay quay nó hơi xấu anh em, bị chốc sơn anh em à. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Nội đây thì nó hơi bị bung keo nè, anh em về dán miếng keo vô nha. Dán lại hết à. Dán vô dính này. Made in Malaysia anh em. Quay khá là êm á, để em lấy keo em dán lại luôn cho. Rồi, em dán anh em. Ừ, dán cứng luôn. Con này hơi hơi kia bạc đạn tí nha anh em. Con này có hệ thống ABS luôn nè. Ừ. Chế độ 2 triệu anh em bật này qua nha. Con này có hệ thống ABS nha anh em. Nhưng mà hơi xài bạc đạn chút.
Rồi con máy Shimano Abito này 3.000 này, mã của nó là 760 anh em, 760 để cho anh em con này nó hơi xấu, hơi kiệt đạn, để anh em 280 thôi. 280 ngàn nha. 760 giá 280 ngàn. Tới 761 anh em là con máy đuôi chuột. Cái đạo nắp này là bằng kim loại anh em, còn bên đây là carbon. Anh em thể về máu tháo nắp này ra nha. Anh em thấy sơn lại nó màu đen đẹp nha anh em. Con này là con Daiwa. Size này tương đương size 4.000, 4.500 nè, made in Thái Lan nha. Trong cái ổ cước đây nó có một cuộn dây bi ơ cũng khá là nhiều đó anh em. Quay khá là êm. Đuôi chuột sử dụng tốt nha. Đuôi chuột sử dụng tốt anh em ạ. Quay khá là êm nha. Chế độ 2 triệu anh em bật này lên nha. Phải chế độ 1 triệu bật này xuống thôi. Đổi tay trái phải anh em. Vô lăng đây. Vô lăng sáng đẹp nha. Gạt cước ngon lành. Thông số cước luôn. Để em xả này ra cho nhẹ. Cước 0.28 được 320 m, 0.3 240 m, 0.35 đi được 185 m, 0.4 được 145 m nha anh em. Quay khá là êm nha. Mã số 761 anh em, 761 để cho anh em giá con này là 300 ngàn anh em. 761 để cho anh em giá 300k. Đến 762 là con máy siêu ta EF60 anh em, con này hàng Korea anh em. Thân nồi carbon, tay quay carbon, tay quay kim loại anh em. Made in Korea nha. Quay khá là ngon á, êm. Mô bin sóng đây. Con này cứ cứu sáu được 150 m, 820 m anh em, Gato 4.0 nha. Ngoại hình nói chung khá đẹp anh em à. Vô lăng đây sáng đẹp, gạt cước ngon lành nha. 762 anh em. 762 để cho anh em giá cũng là 300 ngàn anh em. 300 ngàn nha. 762 giá 300k. Thế 763 anh em. 763 này con Linser GF70 700 chứ. Con này con Mamizao B anh em. Hãng này là hãng thương hiệu con của Olympic anh em. Size 2.000. Cước 2 đường 150 m, 300 m, 470 m anh em. Hàng này made in Bangladesh nha. Mô bin sóng đây. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành, nồi nhôm anh em. Thân carbon, tay quay kim loại nha. Đổi tay trái phải, quay rất là êm anh em à. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều nha. Mô bin sóng đây. Tổng thể cái máy đây anh em. 763 nha. 763 để cho anh em giá 250 nha. 250 ngàn nha. 763 để cho anh em giá 250 ngàn. Tới 764 anh em. 764 này con máy Olympic anh em. Cabin anh em à. Tay quay bên phải nha, không đổi tay được, made in Japan. Đổi tay trái phải luôn em nhầm. Đổi tay trái phải luôn anh em. Mô bin sóng. Vô lăng đây, sáng đẹp. Gạt cước ngon lành nha. Mấy cái gạt cước này anh em gạt không có gạt lại được nha. Phải quay nó mới đá lại. Quay kêu khá là êm. Con này dành hàng cổ anh em. Anh em mà về mua sưu tầm ngon. Chế độ 2 chiều đây. Con này mua anh em mua về sưu tầm ngon nha. Tổng thể cái máy chung khá đẹp anh em. Khá đẹp nha. Con này mã số 764 anh em. Con này sưu tầm thôi. Nói chung câu kéo thì nói chung hơi khó câu anh em. Mấy hàng cổ này, câu kéo nó mới trơn tru như mấy cái máy đời mới giờ. 764 để cho anh em giá 300 thôi. 300 ngàn nha. Dành cho anh em nào mua về bỏ tủ chân nha. Trưng bày.
khá ngon. Cái 766, 76, 65 anh em, cái 764 là 765. Daiwa ST 650 anh em, size tương đương 1.500 nha. Mô hình sống đây, nồi carbon, thân kim loại, tay quay kim loại anh em. Cước 250m, 300m, 475m nha, made in Japan. Quay con khá là ngon, quay khá đẹp, quay máy khá đẹp anh em. Con này 765 kỳ 764 763 đúng rồi. Con này 765 anh em. Con này quay khá là ngọt nhẹ anh em, chế độ hai chiều đây. Máy này nói chung đẹp anh em. Đẹp. Đây có chày một chút. 765 là để cho anh em giá 280 nha. 280.000. 765. Tới 766 anh em. 766 này một con máy Ruby RS 200 size 2000 nè, mô hình sống nha. Nồi carbon, thân kim loại, tay quay kim loại anh em, vô lăng đá sứ. Gạt cước ngon lành. Made in Japan nha. Chế độ hai chiều, một chiều đây. Quay khá là ngọt anh em. Chế độ hai chiều gật nó qua nha. Quay chế độ một chiều, mô hình sống anh em. Bên đây mất cái tem Euro nha. Gato 3.4. Cước 2 290m, 3 200m, 430m. Còn máy mã số 766 anh em. 766 để cho anh em giá 250 nha. 766 để cho anh em giá 250, 250.000 anh em. Ừ, đi này. 250.000. 766 giá 250.000. Thế 767. 767 là con máy Daiwa ST 1.500 anh em, size tương đương 6.000 nha. Mô hình sống đây. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Made in Japan nha. 767 anh em. Cước 5 220m, 680m, 7 được 150m anh em. Thân nồi tao quay đều bằng kim loại hết. Quay khá là ngọt. Tổng thể cái máy đây. Mô hình sống nha. Chế độ hai chiều bật này qua anh em. Rồi, con máy mã 767 anh em à. 767 này để cho anh em giá là 600.000 anh em. 600.000 nha. 767 để cho anh em giá 600.000. Cái 768 anh em. Một con máy Shimano Horai Spin 3000 nha, size 3000. Cước 2 220m, 350m anh em, made in Singapore nha anh em. Thân nồi carbon tao quay kim loại anh em à. Quay rất là ngọt nha, êm. Quay chế độ hai chiều đây. Vô lăng khá ok nha, gạt cước ngon lành. Mô hình sống anh em. Tổng thể cái máy đây. Nắm tay ở đây thì hơi cũ anh em, 6 giờ anh em. Con này 768 anh em. 768 để cho anh em giá, con này hơi xấu nha, giá 280.000 thôi. 768 để cho anh em giá 280.000 anh em. Cái 769, một con máy Daiwa Spotlight Spotlight 3000 anh em. Size con này là size 6000 nha. Nồi rất là đẹp, máy đẹp anh em à. Nồi sáng trưng à. Mô hình sống anh em. Con này anh em về sư thân này đẹp lắm nha. Made in Japan. Con này 769 anh em. Gato 4.8 nha. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Quay đây. Con này quay rất là ngon nha. Con này tuy nó xấu chứ nó ngon hơn con kia đó anh em. Đẹp hơn xấu con kia chút xíu thôi. Nhưng mà cái gì cứng nhắc gì.
Máy này chung nồi đẹp lắm anh em, chỉ có thân nó hơi chày nha anh em, giờ thì sơn thân lại nha. 769 anh em. 769 này để cho anh em giá 650 nha. Spot đai 3.000 anh em, 769 để cho em 650.000. Ừ. 769 để cho anh em giá 650. T770 anh em, một con máy Olympic. Olympic Letgo VO 250, size tương đương 6.000. Made in da băng nha. Thân nồi tay quay đều bằng kim loại hết. Cái này là thân nồi thân nó xấu anh em, nó bị chóc sơn nhiều nha. Bị chóc sơn nhiều. Vô lăng nói chung khá là đẹp anh em, sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Quay. Rồi quay khá là êm ngọt anh em, nhẹ hẳn à, chế độ hai chiều đây. Quay chế độ một chiều nha. Khá ngon nè, mô bin sống nha. Mô bin sống này. Con này mã số nó 770 nha. Rato 4.5 là 56, nặng 460 g. Cước 5 250 m, 6 210 m, 8 đường 155 m anh em. 770 này để cho anh em giá con này là 420.000 thôi. 420.000 thôi. 770 giá 420.000 nha. Thế 771 này là một con máy Daiwa Tournament 3000i anh em. Made in Japan nha, tem lụa anh em à. Con này thì bị mất cái chỗ gạt anh em. Con này nếu mà còn nguyên chỗ gạt này, giá con này rơi khoảng tầm triệu mấy anh em. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Con này giá trị rất cao nha. Con này là hàng cao cấp anh em, chứ không phải là hàng rẻ tiền đâu. Cốt cho lực luôn anh em. Cốt cho lực luôn nha. Máy dùng khá khá là ngon. Mô hình sống. Quay, con hệ thống ABS nha. Quay rất là ngọt, êm, mượt anh em à. Chế độ hai chiều bật nước qua anh em. Con này nếu mà nó nguyên dạng hết thôi mà không có mất cái nắp này nè. Con này rơi khoảng tầm 1 triệu 6 một con anh em, báo báo gọi em tầm khoảng 1 triệu 6, 1 triệu 7 một con. Đổi tay trái phải anh em. Con này mã số 771 anh em. 771 nha. 771 con này để cho anh em, con này size nó ghi 3.000 nhưng size thật của nó tầm khoảng 4.000 của Shimano quá anh em. Cước số 3 220 m, 450 m, 5 đường 120 m anh em. 771 để cho anh em giá 800 thôi nha. 800.000. Giá này quá mềm anh em. 71 giá 800k nha. Một con máy Daiwa Tournament 3000i. Tới 772 anh em à. 772 này là một con này là một con máy câu biển anh em. Con này chắc câu câu gì ta? Câu vít anh em, chắc cầm vít kìa. Lừa cước đây. Con này con Shimano nha. Made in gì đây? Made in Japan luôn anh em à. Con này Super 400. Mọi chức năng còn khá là ngon nha. Quay êm anh em à. Xả cước ngon lành nha anh em. Con này cũng chả có gì để giới thiệu anh em. Anh em mà thích thì cứ alo cho em nha. 772 anh em. 772 để cho anh em con này giá 400 ngàn anh em à. 772 để cho anh em giá con này 400k nha. Tới 773 là con máy hoa tiễn anh em, mua bình sống nha. Mua bình sống đây cho anh em xem nồi. Thân nồi carbon, tay quay kim loại anh em. Vô lăng đây. Vô lăng sáng đẹp nha, gạt cước ngon lành. Made in Japan. Quay rất là êm anh em. Chế độ hai chiều anh em bật này qua nha. Qua chế độ một chiều.
Con này một con Daiwa Emblem 4.500 nè, em size con này tương đương size khoảng 89.000 nha. Size 89.000. Cước 5 như được 250 m, 6 200 m, 7 đường 170 m, 8 đường 150 m anh em. Ừ. Tổng thể cái máy đây chung khá đẹp nha. Con này mã số 773 anh em. 773 để cho anh em giá 1 triệu 1.4 triệu anh em. 1 triệu 400 ngàn nha. 773 để cho anh em giá 1 triệu 400 ngàn. Tới 774 nha. 774 này con máy Daiwa Emblem 6.000 luôn, size con này tương đương tầm khoảng 10 ngàn 12 ngàn anh em. Mô bin sóng nha. Cho anh em xem nồi cốt luôn. Ừ, cốt máy đây. Thân nồi carbon ta quay kim loại anh em à. Máy chung khá đẹp. Vô lăng đồng thau sáng đẹp anh em. Ở đây thì nó hơi cũ một tí. Này cục cao su anh em. Đẹp cước ngon lành. Made in Japan nha, mã số 774, mô bin sóng anh em. Con này mô bin sóng nha. Ừ, quay. Con này quay khá là ngọt anh em à, êm. Chế độ 2 triệu anh em bật này qua anh em. Ừ. Rồi qua chế độ 1 chiều nha. Tổng thể cái máy đây. Chung con này có chạy nhưng mà còn không đáng kể anh em. Này chạy đây đây. Con này 774 anh em, 74 con này cũng để cho anh em giá là 1 triệu 450 ngàn luôn anh em. Con này ở ngoài nó bán khoảng tầm 1 triệu 7 anh em. Em bán cho anh em 1 triệu 4 50 là quá rẻ rồi đó. Rồi anh em mà lấy mã số máy cứ alo cho em nha. Cái mã số máy cứ alo cho em. Rồi em cảm ơn anh em, hẹn anh em các video kế tiếp.